Chào mừng các bạn đến với phần tiếp theo trong bộ sưu tập giày cao gót mùa thu của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái mẫu giày mà có thể sử dụng đi dạ tiệc hoặc là các bạn đi dạo phố nhé. Khi các bạn đang thấy là những cái mẫu giày đi dự tiệc hay dạo phố thì thường chỉ có những cái chi tiết mà sáng lấp lánh hơn, hoặc là những chi tiết điệu đà hơn để phù hợp với những bộ trang phục như là váy body hay là váy xòe. Như các bạn thấy cái đôi giày cao gót sáng lấp lánh như thế này, đính đá như thế này có thể làm cho đôi chân của mình quyến rũ hơn ạ. Những cái thiết kế mà đậm sắc về gót thì sẽ đôi khi thì mình sẽ chủ yếu nhìn vào những cái phần mình bắt mắt ấy, thì những cái viên đá mình đính ở mũi giày hay là những cái viên đá mình đính ở gót thì đều thu hút những cái ánh nhìn. Khi mà mọi người đối mình giao tiếp người đối diện thì họ sẽ thu hút ánh nhìn này, kể cả mình đi dạo ở trên đường phố thì mọi người cũng sẽ để ý của mình. Giờ các bạn tùy sở thích của từng bạn thì các bạn có thể thích màu lấp lánh màu đen, những cái đá màu đen, sáng đen, đôi giày đen hay là những cái đôi giày trắng. Bây giờ thì mọi người cũng thích cho ra thêm một số mẫu như lấp lánh màu vàng như thế này, những cái đôi sáng vàng nhiều màu như thế này thì mình nhìn nó bắt mắt ấy, nó thu hút nhìn có vẻ mới lạ hơn so với những đôi giày màu đen hay là màu trắng mà cổ điển trước đây. Cái dòng mà cổ điển trước đây thì mình phần lớn là mình theo vào màu đen và gắn thêm một chút đá hoặc một chút họa tiết. Ví dụ như đôi trắng như thế này đang gắn thêm một chút lấp lánh, đá lấp lánh sáng như thế này. Nhìn rất là phù hợp với những bộ cánh body. Body đi sát thì mình dùng những cái đôi giày như thế này rất là phù hợp. Cái dòng mà đây là những da mà thiết kế thêm những cái đôi màu đen mà có họa tiết đơn giản như thế này thì phần lớn là đều nhấn mạnh về cái mũi giày, cái tiếp xúc đầu tiên. Những cái mũi giày thì thường sẽ để cho mình những ấn tượng hơn. Những cái màu đen như này thì khá là đơn giản. Ngoài màu đen thì mình có thể chọn thêm một số màu như là màu be da như thế này, hay là đây là da lộn này, da nhung đấy, có cả mình cảm giác như là nó hơi nhung một chút, hơi nhung mà mịn, nhưng mịn thì cả khi mình sờ vào thì mình thấy rất là êm. Cái dòng da lì hơi bóng thì phần đầu tư phần lớn vào gót và mũi, họa tiết gót và mũi. Lì bóng thì sẽ có màu đen và màu xanh. Cái dòng màu đen và màu xanh thì các bạn có thể lựa chọn tùy theo sở thích của các mình, hay là những cái màu đen này thì bây giờ thiết kế đa phần là mũi trơn, tuy mũi trơn nhưng mà phía sau thì cũng có những cái điểm nhấn khi mà phía sau gót. Tuy nhiên thì các bạn không phải lo về những cái điểm nhấn này, nó sẽ không làm ảnh hưởng gì đến gót chân của mình khi các bạn lo lắng là sẽ bị đau gót hoặc là đỏ sưng
Nhưng các bạn yên tâm là những cái dòng da da nhung như này này, mình sờ nhung da lộn mà nhung như này thì nó rất là mềm nhá, da rất là mềm mà không không hề bị đau. Phần lớn là mình đều thích cái là màu đen hết. Cái dòng da nhung thì mọi người thường thường để màu đen như thế này. Màu đen thì một là dễ hơn, mình dễ dễ kết hợp với trang phục, mình mặc có quần bò, jean, áo sơ mi, hay là mình mặc váy, mặc chân váy thì đều dễ kết hợp. Cái dòng chắc là ai cô nàng nào cũng sẽ có một cái đôi giày màu đen của mình trong tủ giày thì chắc chắn là phải có. Phần lớn các bạn rất là ưa chuộng màu đen hơn ấy. Giày dạ hội mình thấy nhiều bạn đi làm cũng đều cũng chọn những cái đôi giày sáng lấp lánh như thế này. Mình thì đối với mình thì mình thường chọn những cái dòng đen đơn giản hơn, đôi khi nó tạo ra sự năng động trong công việc ấy, và cũng nhìn cũng quá là phù hợp, cũng có cá tính mạnh mẽ. Màu be hay là màu đen thì đều dễ kết hợp nhá, vì mình thấy là màu be thì dễ so với chân ấy, chân mọi người sẽ cảm thấy phù hợp với màu da hơn ấy. Cái dòng mà đen mũi nhọn mà thiết kế chi tiết vuông như này thì mình thấy nhiều lắm, nhiều những cái họa tiết vuông. Cái này có gót, nhấn mạnh ở điểm là ở mũi chân này có thêm khóa kéo là điểm nhấn. Màu đỏ này rất là đẹp này, mình rất thích những cái đôi màu đỏ nhung như này nhá, cảm giác chân rất là mềm mại nhá, đi vào chân rất là thon gọn và mềm mại ấy. Màu đen và màu đỏ đều là mình thấy rất là thích những cái đôi nhung như này, đơn giản. Màu da bò trắng này là da lì, hơi lì một chút, nhìn rất là mình. Đây đôi này, đôi da bóng. Đấy. Trên đây thì là những cái mẫu lần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì các bạn có ý kiến đóng góp thì xin vui lòng để lại bình luận cho mình nhé. Mình có địa chỉ mail bên dưới. Thì chúc các bạn có những giây phút vui vẻ trong cuộc sống nhé.